Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới bảo hành cháy nổ đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000 vô địch tầm giá đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Chơi Hay. Mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay đánh giá nhanh cái chiếc Galaxy Buds này trong vòng khoảng một ngày trải nghiệm. À không, Galaxy Buds Plus. Ok, thì đầu tiên mình sẽ để cái chiếc Galaxy Buds thường màu đen này qua một bên và mình sẽ nói về chiếc Galaxy Buds Plus mà nó có màu trắng này. Rất là dễ cho chúng ta phân biệt đúng không nào? Và đối với lại trên cái chiếc Galaxy Buds Plus này, chúng ta sẽ có đó chính là một cái dạng thiết kế gần như là không có gì thay đổi mấy so với lại chiếc Galaxy Buds đời tiền nhiệm. Chúng ta cũng sẽ có là một cái lối thiết kế cũng như là một cái kích thước tương tự như vậy. Có một cái phần khác ở đây đó chính là khi các bạn mở cái nắp hộp ra, các bạn sẽ thấy này, ở cái chỗ mà đặt cái ký hiệu L và R ấy, nó đã dần thay đổi đi. Và LED trên cái chiếc Galaxy Buds Plus thì nó sẽ được dời lên trên. Còn đối với lại chiếc Galaxy Buds thường thì nó sẽ để ở chính giữa. Đối với lại trên cái chiếc Galaxy Buds Plus này thì nó sẽ sở hữu cho chúng ta là hai driver, tức là driver kép để xử lý âm thanh, một driver để đảm nhiệm jack bass cũng như là một driver để đảm nhiệm jack mic cũng như jack treble. Và đây là một điều gần như rất là phổ biến ở thời điểm hiện tại rồi trong thế giới tai nghe true wireless. Về phần pin, trên cái housing của này nó sẽ có cho chúng ta là dung lượng khoảng 160 mAh, và theo như thông số rò rỉ thì nó có thể nghe được trong vòng 11 giờ. Cũng như là phần hộp sạc này nó sẽ có chúng ta lên đến là dung lượng khoảng 600 mAh, giúp cho các bạn có thể sạc đầy được cái chiếc điện thoại này trong vòng khoảng là cộng thêm khoảng 24 giờ nữa. Đó, đây là một thời gian sử dụng rất ấn tượng. Và khi bạn sử dụng như thế này thì bạn có thể nghe trong vòng 1 tuần là hợp lý. Đối với bản thân mình thì mình chỉ nghe trong vòng khoảng là từ 2 đến 3 tiếng là gọi là quá dài rồi, cảm giác đau tai lắm rồi. Thì thật sự là thời gian sử dụng pin của con này rất là ấn tượng với những cái thông số cũng như là thông tin rò rỉ như thế. Và cái mức giá của chiếc tai nghe này mặc dù nó chưa được công bố nhưng mà mình thấy ở đâu đó sắp xỉ khoảng 149 đô, tức là khoảng hơn 3 triệu các bạn à. Với một chiếc tai nghe mà có mức giá hơn 3 triệu như thế này thì mình đánh giá rằng là mình thật sự là không thích cái chiếc tai nghe này. Đầu tiên đó chính là mình thấy về cái phần thiết kế housing của chiếc tai nghe này, nó thật sự là không hữu dụng lắm. Mang vào thì nó cho chúng ta một cảm giác nó có vẻ như là, tất nhiên là nó sẽ chắc chắn có rơi, nhưng mà cái cảm giác mà chúng ta nhận lại được ấy luôn luôn là một sự nơm nớp lo sợ. Tại vì các bạn cứ thử nghĩ xem, khi mà chúng ta vận động di chuyển mạnh thì với một cái cảm giác như thế nó luôn luôn là hạn chế chúng ta đó, làm cho chúng ta luôn luôn là phải dè chừng, luôn luôn là không thể nào hoạt động tối đa với hết sức lực được. Thành ra thì điều này nó cũng là một phần mà khiến cho chúng ta cảm thấy không thoải mái lắm trong quá trình mà đeo cái chiếc tai nghe Galaxy Buds Plus này. Thì thật ra trong quá trình trải nghiệm mình đã có tải một cái app có tên là Samsung Galaxy Buds Plus. Và khi vào tìm cái phần tính năng thì mình chỉ thấy là nó có một cái tính năng rất là hay mà mình đánh giá rằng là nó thật sự cần thiết trong cái đời sống hàng ngày, đó chính là tính năng xuyên âm. Đó, khi các bạn bật tính năng này rồi lập tức thì nó sẽ sử dụng cái micro của chiếc Galaxy Buds Plus này, nó thu lại hết các âm thanh môi trường xung quanh. Và mình thấy rằng là làm như thế nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nghe được những người nói bên ngoài đó trong lúc chúng ta nghe nhạc luôn. Và khi các bạn kết thúc cuộc trò chuyện thì chỉ cần là tắt cái tính năng này đi, rất là đơn giản luôn, chứ không cần phải là tháo tai nghe để nói chuyện sau đó rồi mang tai nghe lại, nó thật sự rất là bất tiện. Về phần thiết kế, đồ hoàn thiện thì gần như là mình không có gì để chê rồi, rất là cao cấp. Nhưng căn bản ở đây mình muốn nói về cái phần chất âm với mức giá khoảng hơn 3 triệu như thế này, chính xác là 149 đô, thì thật sự rằng là chất âm của này nó khiến mình khá là thất vọng. Cái phần âm thanh của nó mình đánh là cả 3 giải mình đều thấy được rằng là cái sự có lực và cái độ chi tiết của nó. Nhưng cái vấn đề ở đây khi mà mình nghe những bài hát thiên về vocal, những cái giọng hát ca sĩ cao ấy, thì mình thấy rằng là nó luôn luôn là bị rè. Không phải bị rè mà nó tạo ra một cái dư âm. Thì đây là một cái dạng mà audio fill, nhưng mà đối với lại trên cái chiếc Galaxy Buds này nó làm rất là giả. Nó làm cho chúng ta không có cảm giác rằng là đây là một cái giọng hát chân thực. Đó, như là trải nghiệm phòng thu, mình đã từng trải nghiệm cái chiếc tai nghe Astrotech S80. Đó, đây là một cái chiếc tai nghe mà mình thấy rằng là nó chỉ có mức giá khoảng hơn 2 triệu đồng một tí thôi, nhưng mà nó sử dụng cái màn loa Beridium. Với cái màn loa như thế này thì nó cho mình một cái trải nghiệm với những dòng nhạc thuộc dòng audio fill, hay còn gọi là, thôi nói ngắn gọn là đó chính là thiên về giọng hát, chất giọng ca sĩ ấy. Thì cái phần mà bị rì rì này nó làm rất là chân thật. Đó, nó cho một cảm giác dư âm mình nghe rất là thích tai. Nhưng đối với lại trên cái chiếc Galaxy Buds này, Buds Plus này, thì rõ ràng cái phần rì rì này nó làm kiểu giặt vô nguyên rồi vậy các bạn à. Chỗ nào cũng có đó, nó tạo ra một cái sự dư âm gì đó mà nó theo kiểu cứ rì rì, mình xem như là đây không phải là cái sự chân thật hay là giúp cho cái phần chất giọng ca sĩ nó hay hơn, mà là một sự gì đó khiến cho bài hát chúng ta nghe cảm thấy khó chịu. Thứ nhất là tại vì cái dải chất âm của con này là nó theo cái dải chất âm sáng, và khi mà kèm theo những cái tiếng rì rì dư âm như thế này nghe rất là khó chịu và bị chói tai. Và tại vì là nó lấn sang các dải âm khác nữa, cả bass cao rồi cả treble,
thành ra thì nghe rất là khó chịu, chứ không phải là như là cái chiếc tai nghe Astrotech S80 đó, sử dụng cái màng loa Beryllium, nó làm rất là gọn gàng. Cả đời Galaxy Buds trước mình vẫn thấy rằng là cái sự khó chịu đó, nhưng mà mình đang hy vọng là trên cái đời này nó sẽ tốt hơn. Nhưng căn bản ở đây thì nó không mang lại cho mình một cái gì đó thật sự là đúng như mong đợi mình lắm. Mình thật sự khá là thất vọng về cái chiếc tai nghe Galaxy Buds Plus này của Samsung. Và thật sự trong cái phân khúc này có rất nhiều cái chiếc tai nghe True Wireless nó đáng giá hơn so với lại chiếc Galaxy Buds này. Ví dụ như là một chiếc tai nghe đến từ Anker, một hãng chuyên sản xuất phụ kiện có tên là Soundcore Library E2, mà hôm sau mình sẽ gửi các bạn đến video review chi tiết. Hiện tại thì mình nghĩ rằng là tại vì là cái chiếc Galaxy Buds Plus này nó chưa ra chính thức, thành ra thì những cái app của nó thì cũng chỉ để là cho có thôi. Sau khi có nối với iPhone thông qua cái app Galaxy Buds Plus này thì mình không thể nào nghe nhạc được. Nhưng đối với Android thì sau khi có nối bằng Bluetooth xong thì mình có thể nghe bình thường, nhưng mà nó lại không có cái app Galaxy Buds Plus này trên Google Play. Tất nhiên là sau khi sự kiện này nó ra mắt chính thức thì nó sẽ tung ra cái app này, nhưng mình thấy rằng là ở thời điểm hiện tại trên iOS nó đã có app này rồi, và khi mà trải nghiệm thì mình thấy rằng là tính năng nó không đầy đủ và nó thiếu một số thứ, cũng như là không thể nào nghe nhạc được trên cái chiếc điện thoại iPhone XS của mình. Tổng thể thì chiếc Galaxy Buds Plus này thật sự rằng là mình đã nghe qua chất âm và mình thật sự không thích cho lắm. Đó, mọi thứ nó kiểu giả tạo, và mặc dù có độ sâu cũng như độ chi tiết tốt, nhưng mà thành ra thì nó có một cái phần gì đó mình xem như là lỗi đi. Cái phần rì rì này nó lấn hết trên mọi dãy âm, thành ra thì nghe rất là khó chịu. Nên mình nghĩ rằng là trong phân khúc giá khoảng 3 triệu đồng này, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Bamboo Slide, rồi là cả JBL trên 120, rồi là cả SOS S2, cũng như rằng là Library Soundcore E2. Thì thật sự là những cái chiếc tai nghe đó nó đáng giá hơn rất nhiều so với lại cái chiếc Galaxy Buds Plus này. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe Galaxy Buds Plus này? Xin hãy để lại kiến mình dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.